bà ngày nay cứ mà xa mưa tam đại dương bật cả đá hay ở miền đây miền ấy đồng hóa dương bật à cả đá chụp mọt đó nè cả đá nà máy đó nè dương tam bia đây sẽ bật bia này dương tam hay ở miền phà ở môn mưa phà ấy thì hay là về châu mà khai lớn hay trong đằng thà viện đó ăn lâu nhưng hay thằng mưa này chẳng rau bị ca hay thằng tới hơi nha thầy miệt đọc rực đi thầy á mở khơi chữ bắn về trăng về crom bị ngay máu về bạn mở mà chẳng miệt đọc rực chẳng vừa tạm đi cứ về bật chữ đọc mệt bạn đi rực về bà miền đọc rừng rồi nói nhưng hai phòng về mở thầy anh ấy khôi chào mùi rồi hả chọn đăng bia lấy đọc rừng rồi bà chẳng mừng được biết xám cứ đôi dương xám ta mà dương pra cả đá nè cả đá hà nam à cả đá chút mọt nó nhưng đã tự ở chỗ hay rùm chất sở bộ vì nâng máu chất sở bộ vì chanh đó hay dương rôm cả đàn năng ấy nhưng chỉ lụa tất cả hai cái bán như nhưng rôm mà hai chậm đạn tất cả bán rồi hai những tròn thon rôm về đôi chân xăm mới chờ nhưng anh ấy khơi như vậy độc rư ra hơn ta cho anh ấy nhầm xạ mờ nhầm dài mờ tròn đằng vía là việc độc hay nè độc rư màu là về là ngất tịch và anh ấy mờ khơi và anh ấy cái nhát độc rư vậy chả ní admin pra tham admin pra omo này đừng ót cứ dùng pra tài cả đá hay năng tức tham đa thì còn thay về riêng dù tịch dù ngày tịch chẳng lẽ cứ như vậy là tập hòa vào với việc đọc chẳng như anh mà tham đa chẳng này chẳng ní dùng phơ xạ mưa là bò mưa và chạy cái tết mày chẳng lẽ dùng khi nào việc đọc an tại ta rất chia chẳng bọn phụ nữ xã mở bán cứ dọn bên trăm bạch bảo năm ấy thế nên nhầm thơ nó nhầm đào ca nên đằng kia học ca ấy nhầm trăm chú mô vậy lại chẳng ca xăm chẳng được khơi nguyệt độc à ca ấy ca cái vụ mà nó kia học à ca là ca cái vụ nên ca với po so vậy anh ấy dương tam thầm đá dương xăm dương miền lạ đây rồi gọi là cây đốn á, cái cây đốn ta nếu như mà pra là nâng tê cứ dùng pra cả đá sọt cả đá hà nà mai sọt chẳng khơi nhà lấy về việc độc chẳng là nâng ọt mên khai khai thế là nếu dùng xa là bọn toa vào đầu ấy chẳng khơi nhà việc độc rồi thầy mò trông trấu ấy nhé và chẳng ai xa là bọn man chẳng ọc con trà